cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con khúc đầu chỉ thấy đêm đen, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, ta bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha. Con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn ta. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con.
trà ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha ơi cha già dấu yêu. Và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Cha dấu yêu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàng cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm đông lạnh, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương. Cha dạy con biết bao điều. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm mơ cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thương. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Thank you.
chiều lang thang mình tôi bước âm thầm. Đường về hôm nay đã vắng bóng cha, nhớ mãi ra người cha yêu xưa. Cha yêu ơi mình còn trong mưa, giờ mình ngồi đây lòng thương nhớ cha đã rời xa. Kỷ niệm thơ ngây ngày xưa quá êm đềm, ngọn ngào trong tim năm tháng khó quên. Đến phút cuối cầm tay cha yêu, mong bao con phải thương yêu nhau. Lời người con xin nguyện luôn khắc sâu dù cuộc đời. Cha yêu ơi con nhớ không quên ngày đó, khi con thơ khôn lớn bên cha từng ngày. Giờ còn đâu nữa ngọn ngào thơ ấu, ai biết đâu ngày mai. Con không quên năm tháng bao la tình cha, giang đôi tay ôm ấm con thơ vào lòng. Người là ánh sáng dọi đường con bước, cha ơi mãi không quên tình cha. Vắng bóng cha, nhớ mãi ra người cha yêu xưa. Cha yêu ơi mình còn trong mưa, giờ này ngồi đây lòng thương nhớ cha đã rời xa. Kỷ niệm thơ ngây ngày xưa quá êm đềm, gọi ngào trong tim năm tháng khó quên. Đến phút cuối cầm tay cha yêu, mong bao con phải thương yêu nhau. Lời người con xin nguyện luôn khắc sâu suốt cuộc đời. Cha yêu ơi con nhớ không quên ngày đó, con thơ khôn lớn bên cha từng ngày. Giờ còn đâu nữa ngọn ngào thơ ấu, cuộc đời ai biết đâu ngày mai. Con không quên năm tháng bao la tình cha, giang đôi tay ôm ấm con thơ vào. Là anh xa dọn đường con bước, cha ơi mãi không quên tình cha. Con như mùa xuân luôn mãi nở hoa,
tình cha cho con, ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đóng hết lúa thóc trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Tình cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thai sân muôn trùng, lai láng đi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dắt con đi vào đời. Tình cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thai sân muôn trùng, lai láng đi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Trở về người chợt dừng xe nép bên khung cửa như chợ đời, dẫu cho trời mưa người vẫn đứng bên hiên nhà. Chợ bàn tôi ra đầu ngõ, người mới dắt xe đạp phố, có phải vì thương thương con trẻ thẹn với đời, lòng chợt thương cha đã lo toan bao tháng ngày. Sớm hôm đạp xe đời mưa nắng âm thầm núi con. Mưa ơi sao nghe lòng thương nhớ, nhớ cha gò lưng đạp xe đi giữa trưa hè, nhớ hôm trời mưa kem không bán mang về, nhìn cha buồn mà lệ tuôn rơi. Giờ bình yên trong căn nhà xinh, không còn bóng người cha yêu. Chiếc xe đạp xưa tôi vẫn để bên hiên nhà, giờ cuộc đời tôi đã có hạnh phúc riêng mình, chỉ thiếu tình cha, người cha đã một đời nuôi con.
lắng nghe lòng thương nhớ. Nhớ cha Gò Lưng đạp xe đi giữa trưa hè, nhớ hôm trời mưa em không bán mang về, nhìn cha buồn mà lệ tuôn rơi. Giờ bình yên trong căn nhà xinh, không còn bóng người cha yêu. Chiếc xe đạp xưa tôi vẫn đến bên hiên nhà. Giờ cuộc đời tôi đã có hạnh phúc riêng mình, chỉ thiếu tình cha, người cha đã một đời nuôi con. Giờ cuộc đời tôi đã có hạnh phúc riêng mình, chỉ thiếu tình cha, người cha đã một đời nuôi. Thoát được.
về nó phải giải thoát từng phần, từng một cái giai đoạn một. Bây giờ cái nghiệp của anh ấy là như này ấy, là trong cái quá trình mà tu tập của anh ấy có thì cái việc siêu thoát nó dễ dàng, mà không có thì bắt buộc nằm ở đây vẫn phải tu. Nên vừa rồi thầy mới quy tâm bảo cho anh ấy, nên các vị nên nhớ là bây giờ trong quá trình các vị tụng kinh Phật như này ấy, là nghĩ là anh được cái pháp danh của Phật, có nghĩa là quy ba ngôi tam bảo Phật pháp tăng, mà đã quy tam bảo ba ngôi tam bảo đó thì thọ được năm giới thì không bao giờ rơi xuống ba cái cõi xấu địa ngục ngã quỷ súc sinh, ba cõi xấu. Về mình mất, mình phải khi sau khi mình mất đi mình phải tái sinh vào luân hồi trong sáu cái đó: trời, người, Atula, súc sinh, xong đến địa ngục ngã quỷ. Nhưng mà đã quy tam bảo ấy thì không bao giờ rơi xuống ba cái cõi xấu được, để trong quá trình ấy tái sinh lên đầu thai đến trong chất đẹp, từ chỗ tất cả đấy mới phù hộ độ trì cho con cháu. Đấy, cái đạo Phật nó quan trọng ở chỗ đấy, chứ không phải là chấp một cái là coi như thế là vượt đến cái chỗ tốt đẹp ngay đâu. Nó phải có một cái tuần tự trong quá trình mà coi như tu hành của cái người ấy mà đang làm cái này. Nên lần này ấy, công đức của các vị ấy là sao ấy, thành tâm tụng kinh cho thầy và niệm Phật, mỗi một niệm ấy mà mỗi một chữ ở trong kinh là một vị Phật, các vị Bồ Tát, thì cái công đức của cái người mất ấy, theo kinh Địa Tạng nói chỉ có được một phần thôi, còn cái công đức của các vị ấy được bảy phần và còn nhiều vô lượng. Đấy, đạo Phật ở cái chỗ đấy. Nên các vị ấy thành tâm cùng với thầy, cùng với tất cả những người trong chùa và tất cả các vị hiện diện hôm nay, là chúng ta ấy im lặng, chúng ta không nghĩ bất cứ một cái điều gì trong quá khứ, và hiện tại chúng ta phải làm cái gì là coi tụng kinh cầu nguyện cho anh ấy. Còn quá khứ những cái điều gì mà chúng ta chia sẻ thì nó kéo dài còn nhiều ngày, còn khi mà vào trong đây là tuyệt đối là im lặng. Các vị tất cả coi điện thoại trong tay, không có cái gì liên lạc cả, mà làm sao đấy trong quên mình ngoài tân cảnh để thực hiện nghi lễ. Nhiều phần ở trong cái bản kinh là có, nhưng mà nhiều phần không có, thì các vị cứ thành tâm niệm cho thầy sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Vì Phật dạy rằng ấy, một chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà nhất tâm thì tiêu diệt được 80 kiếp trong quá khứ hiện tại của chính bản thân mình. Đấy, là chuyển được bao nhiêu nghiệp. Nên hôm nay là cơ hội các vị coi như là hội tụ này đây để cầu nguyện cho coi như là anh Lê Phát Tân, mà hiện nay ấy, các vị nhớ là ấy, thầy mới lấy đêm qua ấy, là cái tên ấy là Thiện Tánh. Đấy, thiện là đi đến cõi nào cũng gặp người thiện, mà tánh có nghĩa là Phật tính ấy, là Phật tính đấy. Vâng, anh dạ thật. Để trước khi vào nghi lễ thì tất cả thân nhân các vị coi ngồi sát lên đây, khi mà anh làm như nào thì thầy hướng dẫn. Vâng, anh dạ thật. Chữ án man phát như hồng, có nghĩa là cái thân khẩu ý của chúng ta là bất tịnh, thì khi ta niệm thì trở thành thân khẩu ý của thanh tịnh, mà thân khẩu ý thanh tịnh là thân khẩu ý của Phật mới có Bồ Tát. Thế nên ấy, cái chữ án là tổng chỉ của các thần chú, nên ở trên thế giới là các vị mở mạng mà xem cái án man phát như hồng người ta niệm ấy, mỗi một ngày các vị cứ mở tới 25-26 triệu người coi niệm, thế nên nó rất là linh thiêng, là từ thân khẩu ý của chính Đức Phật Thích Ca coi như nói ra, và chính Đức Phật Thích Ca đã cô đọng lại một tụng niệm. Thế A Di Đà Phật thì thầy đã giải thích rất là nhiều rồi ở trên mạng, nhưng mà hôm nay thì nói ngắn như vậy. A Di Đà Phật.
đám mây vương phượng Phật khắp mười phương cúng dường mỗi tam bảo thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng phán giới chúng sanh cầu Phật tử gia hộ tâm bồ đề kiên cố chỉ tu học vững bền xa bể khổ nguồn mê trong quay về bờ giác vô hương định hương giữ huệ hương giải thoát chi kiên hương quang minh vân đài biến pháp giới cũng dường thập phương tam bảo tôn nam mô hương cũng dường bồ tát ma tát nam mô a di đà phật cầu nguyện hôm nay đệ tử chúng đẳng nghiệp cùng thân bằng quyến thuộc ba thiện nam thiện nữ phật tử cung đối phật tiền phụng tụng kính chú niệm phật hồng danh công đức cầu siêu độ thế dẫn hương linh lệ phát tân quy tam bảo thọ ngũ giới pháp danh thiện thánh tự hương thọ lục thập tam tuế tử trần đại cục đại nội châu béo bình thành phố nguyện tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dân đạo xưa ấy đà phật từ bi phong quang tức độ hương linh vạn sinh cực lạc quốc nhất thành thượng đạt bản đổi mang diêu cầu nguyện hướng ứng đắc độ cao siêu kỳ quy chân bằng quyến thuật hàm chiếm lợi lạc một hào đảng như đà thọ kỹ nam mô thập phương thường trụ tam bảo nam mô thập phương thường trụ tam bảo nam mô thập phương thường trụ tam bảo tán tại chân mình. Các vị mở cái trang số mấy cái bài chú đại bi nhỉ? Trang số 5 ấy, các vị mở trang số 5 ấy. Trong cái nghi thức cái cầu siêu không vong này đầy đủ hết trong số năm kim mê lơ vừa muốn chuyên đàn khám sông pham dưới hào tràng mây tuấn hiện hà thanh Ya Allah.
Bát công đức thủy tự tiên chân tiên đầy chúng sinh nghiệp cấu trần biến nhập tỷ lô hoa tạng giới cá chúng vô sư bất siêu luân thủy bất tẩy thủy diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phan tác tư kỳ quyên trừ lỗi ngoại đàn địch đàn tràng sớ bị nội ngoại chúng gian vô trược quê thanh phàm ủ hiền tặng thánh lương Bồ Tát liễu đầu cam độ thủy năng linh nhất được biến thập phương tinh chuyên câu ê tận quyền trừ ngã thư đạo trang hàm thanh tịnh nhất sai tam thiên thiên giả thanh nhị sai địa địa giả minh tam sai tín chủ nhập niệm thọ miên trượng nam mô cam lô vương bồ tát 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 Maya tạng nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại bi quan thế âm bồ tát chúng tiến tuần giả nguyện chúc các thiền ứng hộ nam
Nam Mô Địa Đại Giáng Kiết Tường Bồ Tát Ni. Nam Mô Địa Đại Giáng Kiết Tường Bồ Tát. Nam Mô Địa Đại Giáng Kiết Tường Bồ Tát. Mình nghi thức phát tang cho mọi người. Còn ngày mai là trước khi giờ dị quang là coi như là đóng hòm ấy, thì chúng ta mới tập trung với tất cả coi như mọi người. Thế thì bây giờ ấy là làm cái lễ mà ấy, coi như phát tang xong ấy là ta qua kinh hành niệm Phật để cho tất cả các vị có mặt ở đây đấy, hiện diện thân nhân gia đình và tất cả các vị ở đây, mỗi người ấy, là đứng lên theo sự hướng dẫn của thầy đi vòng quan tài vừa niệm Phật và mang tất cả cái tâm trí như là một cái nén hương lòng ấy, để chia sẻ với anh lần cuối. Và bây giờ lùi vĩ văn linh nhất nhân viên thập phương kinh chuyên tối tận tiêu từ ngã tử đạo tràng âm thanh tình nhẫn sai tam liên liên giá thanh nhị sai địa địa giả minh tam sai tín chủ thọ thang đạo nhân trường. Nam mô cam lộ phương bồ tát ma ya tán tiêu tai kiến tường ngầm chú năng mô tam ma ma mô tam ma 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 ma. Trong cái giờ phút trang nghiêm này, sau khi tọa đàm xong ấy, là tất cả chúng ta ấy là đứng lên. Xong đó ấy, thầy niệm Phật cùng với tất cả mọi người ấy, vừa đi về niệm Phật. Xong ta đi vòng đây, đi hướng này, đi vòng một vòng thôi. Xong đó lại về chỗ ngồi của mình, vừa đi vừa thành tâm niệm Phật. Và trong cái tâm của chúng ta ấy, làm sao ấy cầu nguyện được cho anh ấy đến một cái nơi tối đẹp nhất. Phật có dạy rằng ấy, niệm Phật một niệm thì phước sinh vô lượng, mà lại Phật một lại thì tội diệt hà sa. Và ấy, trong cái quá trình ấy, mà chúng ta ấy, hiện diện ngày hôm nay ở đây ấy, là cái sự cầu nguyện là cao quý nhất. Thì các vị không cần thắp hương, cái tâm hương mới quan trọng, giới hương, định hương, giữ hương, cái tâm hương quan trọng. Các vị cứ lần lượt khi mà đi đến đây là các vị cứ từ đấy. Đầu tiên là gia đình đi trước, xong rồi là trở về chỗ cũ. Xong rồi lần lượt các vị coi như ở ngoài kia, các vị coi là đi qua coi như quan tài. Các vị chỉ cần chắp tay xá một xá và thành tâm niệm Phật cho thầy. Còn nhiều nghi thức lắm. Sau đó lại còn tục kinh Di Đà nữa. Sau đó là cuối cùng là cúng cơm. Vì hôm nay làm tất cả cái việc hôm nay rồi ngày mai mà di quan là vốn chỉ làm một cái nghi thức cúng cơm rồi đồng quan dí quan. Và trong giờ phút này ấy, thì các vị hiện diện có mặt ở nơi đây ấy, thầy cũng cúng thay mặt chỗ bông hoa cũng như là gia đình ấy, trân trọng quay cảm tạ công đức quý vị đã có mặt ngày hôm nay. Và ngày mai ấy, các vị bước chút thì giờ ấy, là cái ngày cuối cùng ấy, để tiễn đưa anh về lòng đất. Đấy, các cái chương trình ấy, là 9 giờ có thể các vị có mặt ở đây chỉ làm trong vòng nghi thức, kể cả sau khi mà chôn ấy là khoảng có là 2 tiếng, nên các vị dành các cái thời gian rất là quý báu của mình để coi tiễn đưa anh lần cuối. Để lát nữa sợ tụng kinh nhiều người bận sáng mai đi làm, nhưng mà nhiều khi có về sớm ấy, thế nên nhân tiện ở đây thầy nhắc. Và bây giờ ấy, tất cả gia đình đứng lên cùng với tất cả các vị đứng lên thành tâm coi như là cầu nguyện cùng với thầy. Rất là dài đường đấy, nên đấy các vị đi lại đi đứng làm sao cho nó thật thoải mái để các vị còn tiếp cận được với coi như kinh Phật. Và bây giờ là Nam Mô Bổn Văn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngồi xuống cùng với tất cả quý vị thân hữu trong tăng lễ ngày hôm nay, các vị ngồi lại trong cái tư thế bình thường và mỗi người các vị cầm một kinh như thầy. Các vị nhớ nhé, nhất là thân quyến gia đình ấy, khi mà trong nghi lễ mà kéo dài ấy, hôm nay rồi nhất là ngày mai là cái lúc mà hạ huyệt mà chôn nghi lễ rồi kéo dài trong 49 ngày, các vị phải làm sao phải rất được cái ái hà thiên sinh lãng khổ hải vạn trường ba dục thoát luân hồi khổ mau gấp niệm ra. Có nghĩa là trong cái tình cảm là cái ái nó mạnh lắm. Thế nên các vị mà chỉ cần khởi lên xúc động thì cái việc vãng sinh và cái sự cầu nguyện của mình nó cũng có, nhưng mà nó bị giảm đi. Thế nên trong kinh có dạy này, âm siêu thì dương thới. Có nghĩa là cái người mất vị được siêu ấy, thì cái người dương là phải vui để tiếp cái người ra đi. Cũng như các vị tiếp một cái người thân nhân gia đình ấy mà đi ấy, là làm sao các vị phải thật vui. Mà đối với người mất ấy là họ luôn luôn lúc nào cũng mong muốn cái những cái người thân nhân ấy, nên các vị làm sao phải thật coi như thế hoan hỷ và bỏ lại tất cả những cái khổ đau về quá khứ và hiện tại chúng ta ấy, nhất cú nhất kệ tụng kinh cho thầy. Thì các vị làm tất cả hay cái hành động người ta gọi là vi tế nhỏ thì cái người mất đều tất cả. Điều này ta tụng một thầy kinh Sina vì ngày mai có thể gì gian tụng. Thế nên sau khi tụng kinh Sina và ta có nghi thức cúng cơm, nó chỉ kéo dài vài chục phút đồng hồ thôi. Mời các vị, xin mời tất cả các vị phương ngoài nếu trong một giọng đi vào trong đây mời biết tuyệt đối ở trong đấy trong cái phòng này để sao cho nó thật yên lặng, để cho nó thật thanh tịnh ấy. Vì ta cầu nguyện không phải là một thân cho anh ấy, mà cái quá trình sinh tử luân hồi của anh ấy từ vô lượng kiếp đến bây giờ ấy, là cái thân người mà thân người phải bây giờ phải bỏ đi, nên ấy là trong cái tiến trình ấy, mà
gọi là cái hành trình giải thoát ấy, nó rất là khó khăn. Thế nên bởi cái thân của anh ấy đang như là cái người ấy, mang tất cả cái nghiệp rất là nặng, nhưng nhờ công đức của gia đình và tất cả mọi người ở đây làm sao ấy bớt nhé cái gánh nặng. Nhưng cái người gánh nặng được bao nhiêu thì bây giờ cái người ngồi đây này làm sao đấy chia sẻ những cái gánh nặng của anh ấy. Thế nên các vị thành tâm. Còn các cái chuyện ở thế gian, chuyện A chuyện B, tất cả mọi chuyện nó bị dừng lại sau khi đọc kinh, và đó là để ngày mai rồi chia sẻ với người khác. Cái năng lượng của thầy khi mà thầy làm đạo tổ chức này là để cho mọi người làm thế nào nó có ý nghĩa, chứ không thầy cứ tục thì cứ tục, mọi người coi như cứ làm cái gì cứ làm, gia đình trải nghiệm Phật pháp gì cả. Cái quan trọng đây là cái cơ hội này để gia đình tiếp cận được Phật pháp, kể cả cái người mất và kể cả người còn sống, để thay đổi được cái đời sống của gia đình. Cái quan trọng nhất là đối với tăng lễ là như vậy, còn tất cả chỉ là phương tiện thôi, chứ không giải quyết được vấn đề gì cả. Chứ là thầy làm thì cứ làm, mọi người cứ la hét này khác, cứ khóc nấc rồi cứ kêu van cái thì cái ái nó đè nặng đấy. Ở trong cái tám nỗi khổ là sinh lão bệnh tử, xong đến ái bệnh đi khổ đấy, cái quan trọng xong cầu bất đắc khổ, xong bắt đầu ấy đến muốn xích được khổ đấy, rồi ấy là quán tám nỗi khổ đấy. Nhưng mà cái ái nó rất là mạnh, thế nên đề nghị là ngay sau khi anh mất đấy là thầy đã kêu là gia đình đến hết, đã nhờ đây là công đức của coi như này Hoàng Milu đã đứng ra nói rất nhiều cho coi như ấy, anh ấy và chị tất cả mọi thứ suốt từ trong mấy ngày qua ấy. Thì hôm nay các vị coi như bước trước thì giờ hôm nay các vị tụng kinh cầu nguyện, rồi ngày mai ấy, có những buổi tiễn đưa như vậy, các vị hiện diện coi như để giúp cho gia đình, vì gia đình cũng rất là đông người mà gia đình trên chùa mới là trên của Phật pháp. Thế nên hôm nay là cái cơ hội để các vị hội tụ lại đây cùng với thầy là để lo cho cái Phật sự này được vinh thành. Nam mô Di Đà Phật. Mọi khẩn truyền tham năm sâu trong ngàn nguồn thiên kho tìm cầu nơi con từ tâm nguyện to như lai nghĩa niệm mẫu. Nam mô chư ngài hồi Phật Bồ Tát. Nam mô liên chư ngài hồi Phật Bồ Tát. Nam mô liên chư ngài hồi Phật Bồ Tát. Ma Tát Phật Bồ Chiếu Giám Địa Tạng Tổ Tôn Lai Đạo Đạo Tràng Tiếp Độ Hương Linh Thế Dân Lê Phát Tâm Vui Tâm Bảo Thống Giới Pháp Danh Thiện Tạng Tổ Chân Đại Thành Phố Đạo Đâm Úc Đại Lại Hướng Thọ 63 tuổi cầu nguyện hương linh trưng pháp văn cũng Phật nói cũng nghe thứ bà như lai tuyên pháp mang ta nghe lời ta nhớ hồi một khi tám hội đông đủ tại thành xa về cây kỳ đa buồn chuông gia và đập nương tạo dạng đương phần kia bỏ mạng chuyển sanh không gần bồ tát lo cả kinh không cùng quân bá lần nguyện xưng danh dầu như bà tám vương đông phần năm xa đó chân này xa đời tám vương cùng lành vương nay lại ba xa đời nơi nay phần kia để tổ đông bày hà xa bằng ngân văn cũng là lặng nhớ những dung phong đức đằng sau người xa lời người ngàn nạn nữ nghe gần cầu lùng tùng tánh như a di đà chân thánh hiện thiên ma bằng thân biên bao chữ hiến được phần tranh tính về miền lạc tông xa lời phân hay bàn cơn cầu ta ngỏ lời nói với chúng sanh người nào nghe được phần danh
tháng sanh tuổi dậy. Tam ma đồng phi đà vô hạnh nơi sanh nên phóng tâm a di đà bằng thân đồng đúng ma nên kính mày chỗ thần tại dương nên. Nguyện nguyện đăng thân ở đường là nói lời trang nghiêm bảo kính chúng sanh ngươi phải tính thiện tam tâm a di đà bằng thân tâm đúng ma nên kính mày chỗ thần tại dương nên xa lời thế giới tây phương. Xa lời tấn thiện căn rõ đó hoặc những người đã có nguyện với người đã văn nguyện đương đôi người mời tính thọ hồi này nguyện ra muốn về đến khi đã phật ấy các ơi người đứng mê đây làm người về người đến đây người ngày nay này xa lời các người nam nữ như có hai bên vừa lời ta tiếng thành nguyện nọ phán ra cùng về cung làng thần là chẳng xa. Cúng cơm chỉ mình mấy phút thôi, còn bà mấy phút này cho là một người hai người quỳ, sợ là hay coi như các vị mà quỳ mà các vị quỳ đau lâu thì cuối cùng đấy, nếu chị anh có thể không quỳ rồi, xong mai lại quỳ nữa, xong rồi mai lại di quan bao việc cuối cùng phải đau chân cuối cùng là cứ đổ vào cho thầy Phúc Hoàng bắt quỳ vào đấy là thầy bị nhiều rồi. Nên các vị cứ ngồi thật thoải mái, ai quỳ được thì quỳ và làm như nào ấy thì làm cho nó thoải mái, nhưng mà tâm lúc nào cũng được coi như là an vui mà an lạc được, đừng có lo lắng gì cả mà đừng có sợ hãi gì cả. Vì khi mà ai cúng phong ấy nó có nhiều cái đoạn kinh rất là xúc động, và các vị nên nhớ rằng ấy là này là ấy, Phật đã dạy rằng ấy là cả cái quá trình ấy tái sinh đầu thai chúng ta ấy, như cái kinh vừa rồi chúng ta tụng là đều nhờ sự gia trì của chư Phật các Bồ Tát. Kinh A Di Đà là chính do Phật Thích Ca nói ra, gọi là tam kinh tịnh độ, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ. Cuối cùng chỉ gom lại đấy, tất cả kể cả kinh Phật, dù có tôi cỡ nào hoặc cỡ nào gom lại chỉ còn 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy. Nên là thầy mong muốn là tất cả các vị phải hiểu Phật pháp mới là quan trọng. Nên còn 6 chữ A Di Đà Phật và các vị ở trong chùa ngày nào cũng tụng kinh, ngày nào cũng giảng tới nào vậy, thưa quý vị tụng kinh là bát đại bàn thế đấy. Cuối cùng này tất cả chúng ta ấy, khi mà khổ đau và hoàn nạn khổ đau chỉ còn chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu không niệm đủ được thì niệm chữ A Di Đà Phật, mà niệm không đủ là chữ Mô Phật. Chỉ riêng Đức Phật Thích Ca mới để lại một cái giáo lý coi như căn bản mà ấy, Đức Phật Thích Ca ấy mất đấy. Sau khi mà ấy viên tịch ngày mà thành lập niết bàn ấy 28 ngày, ngài đi phải dùng cái lửa tăng hội của mình, cái lửa đại bi của mình chính ngài thiêu mình, chứ kể cả ngài ca diếp tất cả vị giỏi thời bây giờ trong lửa rồi dùng đủ mọi thứ không thiêu được, mà đến ngày chưa 28 ấy đấy. Và bây giờ ba Phật đã hứa đúng 3 tháng được niết bàn và đúng ngay giờ đấy là đi, nhưng mà không ai thiêu được, chính ấy là Đức Phật phải dùng lửa tăng hội thiêu chính bản thân mình.
Nên khi mà người mất thì có bốn cái cao quan trọng nhất này. Thứ nhất là thiêu, đấy người ta gọi là hỏa thiêu. Thứ hai là thổ tán, ngày mai ấy là coi như đấy, anh Tân là thổ tán đấy. Thứ ba ấy, là coi như là thủy tán, thả sông. Đấy, thứ tư là kiểu tán hoặc biểu tán vậy. Là ấy, ở bên Ấn Độ với nhiều nơi họ chặt ra từng khúc từng mảnh, họ vất vào núi. Họ vất vào núi, họ vất lên coi như là để cho các con chim ăn. Nếu cái thân hồn chúng ta ấy, tuy vậy ấy, đấy, trong kinh nó nói ấy, nó như là một cái túi da độc xương, một túi da thối, như là một cái đồng rác di động rất là bẩn thỉu. Nên ấy, muốn làm sao để cho nó thanh tịnh trở lại, để trên cái tiến trình chúng ta sống bằng đạo đức tu, mất chúng ta tái sinh bằng thai đến chỗ rất đẹp, thì chỉ có nhờ tha lực của Đức Phật A Di Đà và tất cả các vị Bồ Tát để cứu giúp, đấy, để chúng ta vượt qua tất cả cái nỗi khổ niềm đau mà đạt đến cái sự giác ngộ giải thoát. Nên cái phần một nghi thức cúng công rồi là tụng kinh Di Đà này, tất cả các nghi thức ấy là hoàn toàn ấy đều là kinh Phật chứ không phải là cái phép của thế gian. Trong những cái trường hợp như cứ ea đúng ông thầy đám thì cúng cúng ea để cho mọi người khóc lóc rồi thương xót, như thế làm sao mà đi được thay được đấy. Nên hoàn toàn đã phải dùng toàn bộ các cái lời kinh lời kệ của chính Đức Phật Thích Ca nói ra và các cái vị tổ sư đã soạn lại rất là vô ích. Bởi các vị hôm nay khi thầy làm thế nào thì các vị cũng nghe và làm theo như thế. Bây giờ các vị mở cái phần nghi thức coi như cúng công và cúng tâm. Trang 30 cho lời thất này. Thì cơ bản không đơn bản sang bên rừng
bấm đô đốc tuyển bấm đăng bấm giảm thì cố không chung bồ sáng bồ tỏ thượng anh bấm bồ nhãn ý thì kiện bấm lý bồ sáng bình ngân bồ nhãn vô nãy chi bồ ý bấm lê bồ vô minh dân bồ vô minh tại này chi bồ ma tử dân ngô ma tử đăng bồ khổ tâm dân đăng bồ trí bồ sơ đăng bồ bồ đề tam đó y bấm nhã ma la bằng đà bạn nhớ ba la mần đàn cô ba la tam nhớ tam bồ đề cố chi bạn nhớ ba la mần đàn ba tỳ đà nẵng ba tỳ đà đà la di ca ta đề ta la ba nhớ cha tâm nhị tuân lễ văn linh nhị ba nam mô đại thánh khải gia nam đa tôn già điệp dẫn chúng sinh đông tây nam bắc tử di thuần hạ nam nữ đẳng thập loại cô hồn đồng lai trụ tam đồ vị chiêu đàn hai ngàn nô nhiệt mệnh hướng gia du từ mẫu lương thu lương hòa nội đẳng thanh luân chú tâm cương tuông nhất chư viên thập phương nam mô ương cúng dường bồ tát nam mô ương cúng dường bồ tát nam mô ương cúng dường bồ tát mê tam ương hoa thịnh vẫn mê hoa cẩn nghe nhẫn tâm chờ rất ngắn để cho quý vị thấy cái ý nghĩa thờ cúng và cúng vong và ý nghĩa của cái người mới mất ta phải làm những cái điều gì để được trọn vẹn trong cái quá trình ấy mà chúng ta thực hiện trong 49 ngày rồi 100 ngày một năm hoặc nhiều ngày nữa và bây giờ phải thưa các vị là có cái lòng thành kính và hơn nữa như này
là thôi, cái bữa cơm này, cái bữa cơm ở thế gian, chỉ ngày nay, ngày mai anh trở về mới làm đất. Sinh ra cũng ở trong lòng đất và hư không này, ngày mai anh trở về đất để cái thức anh nhận được. Thì các vị hình dung quán tưởng rằng khi mà anh đã còn sống và chúng ta ngồi trong bữa cơm hoặc bất cứ một cái sinh hoạt nào thì cái giờ phút này anh đều được tiếp, đều được tiếp cận được. Vâng, a di đà Phật. Hôm nay dâng bát cơm này, sắc hương mỹ vị biển đầy hư không, thành tâm tha thiết cầu mong hương lĩnh nạp thọ, tấm lòng nhớ thương được nương nhờ oai thần chư Phật, hồn về đây thọ hưởng lĩnh bình, bán cơm chân nước ân tình cùng dẫn. Bát cơm đầy nặng với ước mong, cha ơi đầy ngọc với đầy lòng, đôi tình còn nặng trong tha thiết ân nghĩa sinh thành trả chưa xong. Ra hồ biến thật biến thế chân ngôn cảnh đường thì thật ngàn mô bà đà đô chư đô an đám bà đà đám bàn gà hồng bà ngà bà đà đà ngà ngà bà đô chư đô an đám bà đà đám bàn gà hồng bà ngà bà ngà bà đô chư đô an đám bà đà đám bàn gà hồng bà ngô tô đô bà gà đàm ngà ngà đà gà bác điệp ngà hồng cô rô tô rô bác gà cô rô bà gà cô rô bà gà ngà ngô tô rô bà gà đàm ngà ngà bà gà bác điệp ngà hồng cô rô tô rô giặc linh thiêng tiêu chữ đói khát triền miên mật ngôn màu nhiệm hồn thương an lành hồn sống siêu thoát trốn dương gian trốn ô minh chia đôi đường nén hương đối đếm gần tàn cố xin cho Phật dâng đường hồn đối thần trở ra chi tuần pháp gần ngã cổ đi tâm luôn ngã hồng biển dây bảo an xa xa sáng sao muốn trùng muốn khổ lập đầu than ơi muốn cho ta kiếp luân hồi hãy mau vật niệm nam mô chư đà a di đà phật nâng tiếng sang nghe tuôn áo ban mình cô đăng luân thế bạch hào ý kiến của bể ba mừng chúng quanh mơ đại hạnh quan trung hoa thần vô số anh bàn nguyện độ chúng sanh nha cử phán nam minh đăng bồ tát nam mô phương cần làm để giới đại từ đại bi sư a di đà phật nam mô 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 Phật Nam Mô A Di Đà 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 Phật Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Vương Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát Vương Bồ Tát. Nam
mô Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Bán Thần Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Bán Thần Đại Hải Chúng Bồ Tát Thần Đại Hải Chúng Bồ Tát Nguyên Nguyên Bồn Sư Bồ Lượng Bảo Quan Âm Đế Chi Thánh Hiện Đẳng Bồ Chí Lâm Ma Công Tử Minh Giai Bình thân giải quỳ Nam mô Chúng Dân Đạo Sư Đà Phật Đắc Đại Chứng Minh Nam mô Đại Bi Quán Âm Bồ Tát Nam mô Đại Hữu Mục Kiền Liên Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Phật Nguyện Thần xưa nơi có tình nghiệp rất trốn chân ái hoa sen chín phẩm vừa khai Phật bèn thọ trú cho mẹ nhập thừa cầu xin chư Phật những đứa hồn vô cực lạc sai xưa pháp mà màu đồ tổ chúng đẳng hiệp cùng thân bằng quyến thuật và thân đam nữ Phật tử thân lỡ trái nghĩ cầu siêu độ Kim vị tan chủ hiền thưa Nguyễn Thị Thu Anh Hiểu Nam Nguyễn Anh Dùng Hiểu Nữ Nguyễn Điên Đa Đê Điê Nga Hiểu Nam Nê Phát Tượng Hiệp Cùng Thân Băng Quyến Thuật Gia Quyến Cầu Nguyện Hưởng Linh Chú Danh Nê Phát Tân Quy Tam Bảo Phạm Nhanh Thiện Đánh Tổ trần năm mẫu tất nga họ được thập tám tuổi qua bán tại Melbourne thành phố Úc Đại Lại Châu Nguyễn Tây Phương cực làng để giới đại từ đại bí A Di Đà Phật từ bi phóng quang tiếp độ quan âm thế chí địa tạng từ tôn tiếp độ hướng linh bán sinh cực lạc ngã vực Hồi âm trong bức này cầm cầu nguyện được sống thân phụ mẫu ân bà cha mẹ tổ tiên cửu hiền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp người đã ba đời đều được siêu sanh vì cõi trang nghiêm tịnh độ người còn tại thế nhờ công đức tụng kinh niệm phật chi chú này mà đều được ấn chiêm lợi hà lạc cầm cầu an tất cả thân bằng cuốn thuật và thiện nam thiện nữ hiện diện nơi đây phiền não đoạn diệt nghiệp chướng tiêu trừ tại qua làn khỏi gia đình thịnh vượng cuốn thuật đoàn viên thường hành bồ tát đạo đời ngày phân sự tam bảo nhiều kiếm sau nhận được thọ ký của các đức phật phổ hiện Ân xưa dưỡng thế hay yên hạ thành tham dư chúng sanh từng dư vô tình Giới công thành nhà Phật là đạo Nam mô Di Đà Phật Tổ Như Chân Vẫn Khai Bàn Tổ Biến Bày Nhiệm Trường Vô Tôn Quyền Như Ai Thân Hà Ký Nam Mô Siêu lạc đồ bồ tát ni trà chấm chung tuần thọ lần là quý vị là được tiếp cận với Phật pháp trong cái ngày như thế này là rất có giá trị trong vấn đề tâm linh mà như vậy lễ tạ hương linh tất tu bái lễ xong nhà thuê là đến 9 giờ thì ngày mai tất cả các vị phải đi làm còn một số vị thì chúng ta dành thời gian đến để tiến đưa em lần cuối. Vâng ạ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các vị lão thành, kính thưa các cụ công các bà và tất cả các vị thiện nam thiện nữ hiện diện nơi đây. Vừa qua ấy, chúng ta thực hành một cái nghi lễ đấy, nhưng cả một quá trình nhận thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca không phải đơn giản. Thế là kinh Di Đà như vậy, Đức Phật vô vấn tự thuyết nói ra một kinh đấy. Còn đến khi mà cúng văn ấy mà, thì những nguyện bổn sư vô lượng thọ là trong kinh Vô Lượng Thọ. Và các vị thấy cái bộ kinh văn nhã vậy là Đức Phật thuyết pháp tới 22 năm. Mà vẹn vẹn còn có 260 chữ. Cái câu cuối cùng là các vị được sang cái bờ bên kia. Thì sang cái bờ bên kia thì không phải là người mất được sang, mà kể cả người sống. Chúng ta phải bỏ tất cả và phải sang được một cái bờ coi như là giải thoát là như vậy. Thế thì hôm ấy mà chị Anh đến ấy, thì có một câu chuyện như này. Thì nói trong thực tế nó Phật Pháp để cho các vị tránh cái trường hoặc là mê tín dị đoan. Khi mình sinh ra ấy, thì cũng ấy, từ đất nước lửa gió. Và nếu khi mình bỏ cái thân này cũng về với đất nước lửa gió, mình không mang bất cứ được cái gì, nhắm mắt và xuôi tay. Đấy, kinh Phật dạy đúng như thế nào đấy, cũng cuối cùng chỉ kết luận rằng đấy là tất cả chúng ta phải bỏ tất cả, chúng ta mới được tất cả. Thì hôm ấy chị nói là như này đấy, là khi mà anh em mất thì cũng buồn, cái là gia đình không gặp được ai. Nhưng mà cũng hay, chính như thế cái ái nó không dậy lên, không thương xót không ở đâu. Chắc có một phần nào đó có một cái sự tính toán của anh ấy là có khi không muốn gặp vợ con ấy, để cái ái nó lớn lắm. Có những người mà bị bệnh hoạn như thế, nằm có thể 2 năm, 3 năm lắm. Cái trường hợp ấy, như bệnh của anh ấy, nằm mới có thể là coi như ấy, 5, 7 năm là thường. Thầy thấy nhiều trường hợp. Nhưng mà anh ra đi một cách cũng nhẹ nhàng như thế là một cái điều cũng rất là tốt. Nhưng có một cái điều mà mê tín của các vị thế là này, chị đeo một cái vòng ngọc, sau đó chị lấy cái vàng rất là mỏng manh để anh vẫn mặc cái vàng ấy, cái đấy là mê tín. Giờ ngay nhất là ngày hoa ấy, cho cả vàng rồi cho vào coi như ấy, gạo nắm vào tay, nhắm mắt xuôi tay, mình không mang cái gì đi được nữa. Mà khi mà quy tâm bảo ấy, mà nhiều khi chưa đủ công đức rơi xuống ba cái quá xấu, thế rồi như xuất sinh hóa tử địa ngục thì sao? Thì cái cửa địa ngục bao giờ cũng đủ các hạng người. Khi mà mang tiền mang vàng ấy, tiền thì tiền giả, vàng thì không biết là thật hay không ấy, các vị xem tôi xem đúng không phải biết ấy. Là như này xuống đấy các vị tranh nhau, cuối cùng này cái việc đầu thai tái sinh cũng lại khó thêm. À thấy vàng thì vàng phải được, không hướng đâu ở trong rồi. Vì ở dưới ba cái quá xấu mới đủ các cái thành phần, mà nhất các cái quái địa ngục đủ là nó tranh nhau. Nên các vị tuyệt đối đừng có đốt coi như là tiền giả. Tiền lên thực tiền này là không có coi như là chủ nữa cả, tiền không được coi bảo sở cả, tiền coi như không có ngân hàng cả, xuống như được rồi lại còn tranh nhau nhau. Đang cuộc sống bình thường như này, nhiều khi đấy lắm cái đám ấy, khi mà thành viên Việt Nam thì va chạm rất là nhiều. Sống như bình thường, đốt những cái xe lớn, rồi đốt những cái nhà lớn, rồi đốt vào đất kia, rồi kêu bảo coi như là chồng con có nhận được không, bố con, rồi bắt đầu anh em có nhận được không, là bảo không, 100% không nhận được. Nếu mà nhận ngày nào các vị cũng đốt vào ấy, thì không có tiền đâu mà đốt được. Bây giờ nhận được đâu cho một số vàng đấy không? Bây giờ này rồi ít nữa giả dụ mình mua coi như tiền mọi tiền kia mà đốt thì hoàn toàn là cái điều đấy đó sai với giáo lý của Đức Phật. Các vị phải cẩn trọng cho đấy, phải cho đấy. Đấy, là một. Thứ thứ hai này, ngày mai khi mà đốt vào người tuyệt đối các vị đừng để cái gì thêm mà hòm nữa. Tất cả các cái đồ mà nghi dùng đấy tốt xấu quý như nào các vị cho tổ thượng hết, hoặc con cái trong gia đình các vị dùng được hết, không có sợ gì cả. Cũng như là trời đi tục đi rất đông, có một số người bảo đến một cái đến đám ma thì sợ ma đó, không đến đâu cung đấy, lắm người sợ. Ở cái chỗ này như này ta chưa xác hộ được, khi là cái chỗ này là cái chỗ để cho các vị coi thực tập tu, cái chỗ này để cho các vị làm coi phước đức. Nếu mà ma này thì ở nhà quan này với cả thầy mới biết bao nhiêu người luôn luôn tiếp xúc với người mất này đấy, thì sao đâm ra các chuyện này thì giải thích ở đây hôm nay, nhưng mà cũng cho một số Phật tử thấy rằng đấy là khi có một cái hồ sơ gì bất cứ ai thì các vị đến coi như cầu nguyện và các vị tụng nguyện, các vị đừng coi phân biệt kẻ giàu người nghèo, người hơn người thua, rồi các người con người bất, rồi các vị bắt đầu là lúc cái nào là bệnh tật khó khăn. Có một cô Phật tử đến đấy chờ ký giấy xin tôi đi nguyện, ký nào ký kêu đến cái là đi về, kêu là ốm mà không về. Mà có một số người không bao giờ bao giờ sợ đi đám ma, mình mà như thế đấy, khi mà chết không ai người ta đi đâu, cái gì có nhân không cả đấy. Nên các vị cẩn trọng ở chỗ đấy, đấy ở chỗ đấy. Và tất cả con người ta sống trong cái cuộc sống này ấy, không làm sao mà tránh được các cái điều nhân quả, mà bốn điều mà Phật không làm được, và những cái điều mà Phật nói ấy, cả giáo lý ta nói nhưng mà rừng mà trong đó chúng sinh thực hiện được ấy, chỉ bằng nắm tay một nắm lá trong rừng thôi.
thì bây giờ bốn đường chính Đức Phật Thích Ca cũng còn không làm được. Thứ nhất nhân quả người đó. Nhau vậy chứ thầy. Đấy. Thứ hai là trí tuệ người đó. Đấy. Mà rồi đến cái Phật môn mà dù có mở ra, nhưng mà người đó đấy không có duyên thì không độ được người đó. Mà muốn mất được cái vũ trụ quan này này, cái trái đất này này, và cái nhân sinh quan đến cuộc sống của mình như này, thì trong quá trình chúng ta tu hành tinh tấn, ta chứng được quả nào đó. Quả Phật có bốn quả lớn như vậy thì phải chứng được quả nào đó ta mới biết được cái vũ trụ quan, cái nhân sinh quan này. Thì bây giờ trong quá trình cái con người đang tiến trình cái đầu thai này, là thường thường cư ta bảo gặp hoàn toàn các Phật, là các vị Phật, các vị Bồ Tát bậc thánh, mà nhất là tiểu thừa tiểu tổ nữa, trong cái quá trình mà từ trước nay chưa bao giờ được nghe Phật pháp, thì đây này cái ông thiền thánh này, ngày hôm nay ông đã cư tam bảo và ông gặp được tiểu thừa tiểu tổ, và ông ấy rất một cái được mà có một cái duyên hiểu được Phật pháp. Các vị đến nữa, khi mà các vị ngồi đây ấy, cùng với thầy nói chuyện như này chư thiên và tất cả long thần hộ pháp đều biết, và anh ấy nghe từng câu từng chữ một nghe được hết, vì cái tính nghe ấy của người mất trong 49 ngày rất là mạnh đấy. Nên các vị phải cẩn trọng để cho nó. Còn cái vấn đề đốt nhang nhá, bây giờ cái này nhang nó là chất độc lắm. Các vị thấy đốt ở trên đây, các vị chỉ cần xá thôi. Giới hương, định hương, giữ huệ hương. Khi mà các vị đốt nhang hương, các vị đốt cái ngũ phần tâm hương này, xong rồi đến chi giải thoát chi kiến hương, thì các vị đúng chất bàn Phật ngồi và bàn hương linh. Các vị làm sao ấy, cầu nguyện cho anh ấy đến được cho nó chất độc, chứ đừng thi nhau bên đốt. Đốt được các cái chất độc này, nó bao làm đấy. Về, nhiều khi các ông thầy và tất cả các vị lưng bệnh luôn. Ngày mai khẹt tiếng là không đi lạ, đi tiếp tục đám được, phải kinh nghiệm nhiều rồi. Các cái hương này này, họ làm với họ tẩm đủ cái thứ giả. Thế nên về cái phần đốt hương, các vị cứ từ từ từ. Cái quan trọng ấy, các vị nghe và hiểu Phật pháp để làm sao ấy, chúng ta ấy là hành trang cho chính bản thân và chỉ cho những người đi sau. Cái mất đấy là có cái tác dụng như thế nào và lợi ích như thế nào, để chúng ta ấy khi mà ấy giúp cái người mà còn ở lại rồi gặp nhau một chỗ. Và hôm nay ấy là ấy, sợ là thời gian nó không có nhiều nữa thì ấy, tôi chỉ nói tạm dừng đến đây. Và ấy giờ này sợ ngày mai là mọi người không đi được nhiều ấy, giờ này là gia đình ấy sẽ có những cái lời ấy, cảm tạ thật là và chân thật đến tất cả mọi người, để mọi người đi thắp nhang thì theo cái truyền thống thì tôi cũng phải chiều, chứ không phải coi như ấy mai cứ phải cho đi làm mà không được thắp nhang cái về ấy ấy cái nó kêu cái ông Phúc Hoan này nói nhiều lắm khó tính nha, thế tôi cũng phải coi như phải chiều theo quý vị anh em ạ. Hôm nay con đây nói chuyện một chút đi, để cho mọi người đi thắp hương cầu nguyện cho coi như ba của con. Thay mặt gia đình con chân thành cảm ơn tất cả ông bà cô bác, cậu gì và tất cả anh chị em đã đến chia sẻ cùng gia đình con. Và ngày mai lúc mình đi chôn ba mình đã có phương tiện xe bus ở đây á, nó sẽ dẫn mình đến chỗ nó rồi đến về từ 11 giờ mình sẽ đi tới ngoại, xong tới 1 giờ xe bus sẽ trở về đây. Con chân thành cảm ơn. Phải hiểu em ơi, hãy nhớ năm xưa những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng công đức sinh thành. Người ơi đừng nhân, vì đâu
tài ba, hãy nhớ công sinh thành vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nhớ nguồn làm con phải hiểu, em ơi hãy nhớ năm xưa những ngày còn thơ, công ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành. Người ơi đừng quên công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, phải hiểu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường.
cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, cha dấu yêu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàm cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm đông lạnh, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương. Cha dạy con biết bao điều. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo.